ngày 31 tháng 7 tại kênh 17, ấp Phước Ninh, xã Mông Thọ Bê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh kết hợp cùng Tịnh xá Bồi Đức, thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành cầu Bồi Đức 9. Cầu Bồi Đức Chính được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 và hoàn thành vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 với chiều ngang 4m, dài 48m, trọng tải 5 tấn, kết cấu bê tông cốt thép, kinh phí xây dựng là gần 500 triệu đồng. Đại diện nhà tài trợ ông Trang Thoại Hùng, hội trưởng tỉnh xá Bồi Đức phát biểu, đến nay tỉnh xá Bồi Đức đã xây dựng được 3 cây cầu tại tỉnh Kiên Giang. Ông gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền và bà con địa phương, đặc biệt là đội xây cầu từ thiện chùa Phước Thành cổ tự đã đồng lòng hỗ trợ để việc xây dựng cầu được thuận lợi, mong rằng bà con bảo quản tốt để được sử dụng lâu dài. Đại Đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bày tỏ niềm hoan hỷ khi cây cầu Bồi Đức Chính được hoàn thành. Tin rằng sau khi thông cầu trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội của địa phương sẽ không ngừng phát triển đi lên, đời sống văn hóa có nhiều đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại, giao thương hàng hóa và các em học sinh đến trường được an toàn.